Đây là đường Võ Văn Kiệt nối dài. Phía trước các bạn thấy đó chính là quốc lộ 1A ở khu vực của Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long nha các bạn. Bên kia đường thì đang thi công cái đường Võ Văn Kiệt nối dài vào trung tâm thành phố. Đó thì ở bên kia người ta thi công con đường Võ Văn Kiệt là nó nối tới cầu Cái Cam, lại cầu cũng tương đối khá là lớn, nó dẫn vào trung tâm của thành phố Vĩnh Long. Còn đây là cái đoạn quốc lộ 1A ở tại khu vực của xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long nè. Hướng di chuyển này của mình là hướng di chuyển đổ về Cần Thơ nha các bạn, trên quốc lộ 1A. Ở đoạn này thì quốc lộ 1A nó hơi hẹp, có hai làn xe mỗi bên thôi. Đây trên quốc lộ 1A ở tại khu vực này về đến Cần Thơ khoảng 36 km nữa. Còn hướng di chuyển này của mình là trên quốc lộ 1A đổ về ngã ba kết nối với thành phố Vĩnh Long nè, và hướng này cũng đổ về cầu Mỹ Thuận Thuận Hữu nha các bạn. Đây ở phía trước thì đang thi công cái đường Võ Văn Kiệt kết nối với quốc lộ 1A nè. Đó là để mình thấy ở trong đang thi công á. Còn hướng này mình di chuyển là hướng đổ về cầu Mỹ Thuận Thuận Hữu nha các bạn, trên quốc lộ 1A. Thì từ đoạn này về cầu Mỹ Thuận thì đâu đó chắc khoảng cỡ 3-4 km nữa. Có một cái ngã ba, một cái vòng xoay rất là lớn. Vòng xoay này là hướng, nếu mà các bạn rẽ về hướng tay trái thì để các bạn về cầu Mỹ Thuận Thuận Hữu và để về Sa Đéc Cao Lãnh nha các bạn, và về thành phố Hồ Chí Minh đó. Còn các bạn rẽ tay phải là các bạn đổ vào thành phố Vĩnh Long, trung tâm thành phố Vĩnh Long nha các bạn. Đây thì nhiều bạn về Cần Thơ chắc lẽ là rất là quen, rất là biết rồi. Ai về miền Tây sẽ đều biết cái quốc lộ 1A này, đặc biệt là những anh em bà con cô chú bác về Cần Thơ